Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành quyết định công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội truyền thống Nghinh Ông ở Vũng Tàu. Lễ hội truyền thống Nghinh Ông ở Vũng Tàu là một trong những lễ hội lâu đời được tổ chức vào ngày 15 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 âm lịch hàng năm. Lễ hội đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống của nhân dân thành phố biển, nhằm thể hiện tấm lòng tri ân, biết ơn đến cá ông, vị thần hộ mệnh của ngư dân Vũng Tàu nói riêng và của các tỉnh miền biển nói chung. Thông qua lễ hội thì ngư dân còn cầu xin sự bình an cho mỗi chuyến ra khơi, thời tiết thuận lợi, mưa thuận gió hòa và một cuộc sống ấm no.